Sáng ngày 12 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo phối hợp cùng Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương tổ chức khai mạc hội chợ thương mại, trưng bày và quảng bá sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp huyện Phú Giáo năm 2024. Tham gia hội chợ có 60 gian hàng đến từ các đơn vị địa phương của huyện Phú Giáo, các công ty trong và ngoài tỉnh Bình Dương. Các đơn vị đã đem đến hội chợ các sản phẩm đặc trưng vùng miền, sản phẩm trái cây các loại như sầu riêng, dưa lưới, chuối, bưởi, cam, quýt, sản phẩm qua chế biến, sản phẩm chuyển giao khoa học công nghệ như tinh dầu bưởi, sản phẩm là thiết bị máy móc như thiết bị bay phun thuốc, tưới tự động. Các sản phẩm là vật tư phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như phân bón, con giống, cây trồng, cùng các sản phẩm công nghiệp, sản phẩm thương mại dịch vụ, sản phẩm tiêu dùng gia đình, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, ô cớp 3 sao, 4 sao. Hội chợ diễn ra trong 3 ngày, đến hết ngày 14 tháng 7 qua đây nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác xã trang trại và các hộ sản xuất kinh doanh trong huyện có cơ hội gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm giới thiệu và quảng bá những sản phẩm nông nghiệp công nghiệp đặc trưng sản phẩm chất lượng cao đến với người tiêu dùng và các đối tác từ đó thúc đẩy liên kết giao thương và phát triển kinh tế địa phương